Vâng, câu số 13. Trong cuộc đời con người, khi bước sang tuổi 49, 53, người ta thường hay bị hạn nặng như ốm đau, tai nạn, chết chóc là do nguyên nhân gì ạ? Tôi là Thiền gia Hồng Phượng. Xin trả lời câu số 13 của Nguyễn Ánh như sau. Con người khi bước vào tuổi 49, 53, người ta thường hay bị hạn nặng như ốm đau, tai nạn, chết chóc. Theo luật nhân quả âm dương, đây là cái hố hay là cái dốc của mỗi con người phải đi qua. Nếu người nào mà kém phước thì bị chết ở hai tuổi này. Xin mời anh hỏi câu tiếp theo.